Cholimex Foods hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Tạm biệt cao nguyên đầy nắng gió, ẩm thực kỳ thú lần này lại đưa chúng ta đến với biển cả mênh mông, nơi chứa đựng biết bao sản vật thiên nhiên, hứa hẹn sẽ mang đến những món ăn ngon có cưỡng. Hãy cùng Mạc Văn Khoa và Phát La xuôi mái chèo đến với làng chài Phan Thiết, nhìn ngắm cuộc sống ngư dân và tự tay nấu một món ăn không thể tìm được ở nơi nào khác ngoài vùng biển này. Anh coi bắp chuối mà nó lột nè. Cái gì vậy? Cái bào người ta bào ra là cái sợi ở giống ngoài chợ đó con. Mình bắp chuối cái bào sợi con. Tức thiệt luôn á. Con muốn từ em, con không muốn em có mặt trong gia đình luôn. Con không muốn em có mặt trong gia đình luôn. Tôi không cần ông nữa. Tôi sẽ ra ngoài và lấy người đàn ông đầu tiên mà tôi gặp. Ông hãy đợi đó. Là câu chuyện của 100 năm về trước. Từ đó, chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau. Ở xứ sở Phan Thiết này là một vùng đất có rất là nhiều điều đặc biệt, từ món ăn, con người cho đến văn hóa. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Ẩm thực kỳ thú. Xin chào mọi người, tôi là Kim Nhã. Tại sao siêu nhân là con gái,
nhưng vẫn gọi là năm anh em siêu nhân mà không phải là năm chị em siêu nhân. Tại sao siêu nhân là con gái đó? Là con gái mà năm tại vì cái người lớn nhất là con gái. Chính xác. Xin được cảm ơn nhãn hàng Jollibee Food đã đồng hành cùng chúng tôi. Còn bây giờ hãy đến với phần tiếp theo. Tiếp theo đi. Chào anh Hữu Tín. Chào Phát La. Chào Kim Nhã. Dạ chào. Chào Khoa. Khoa nè, chào anh Khoa. Hai Khoa. Dạ em chào chị. Anh chào Nhã. Hai anh. Ủa anh thấy vậy cái gì vậy? Chào quá. Sao anh vô vào cái gì? Chào. Đó, hôm nay chương trình ẩm thực. À dạ. Ẩm thực thì đúng. À, chào, con chào chú. Đây giới thiệu với lại mọi người, hai chú này là dạng như là dân chuyên về chuyên nghiệp thúng ở đây. Chuyên nghiệp luôn. Dạ. Mười sáu năm ở đây rồi. Mất thúng. Mất thúng nha. Mất thúng nha. Dạ. Chú vừa giới thiệu chú chuyên nghiệp cái quay lại mất cái thúng. Tới đây thì mọi người cũng đã nắm được phần nào thử thách của ngày hôm nay rồi, đó chính là chèo thuyền thúng. Đây có hai cái thuyền sẽ chia làm hai đội và sẽ chèo ra tới cái phao ngoài kia. Đội nào lấy được cái lá cờ đó trước thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Wow, hào hứng quá. Bây giờ mình chia đội đi rồi mình lên thuyền liền nè. Mình chia sao? Mình chia sao vậy? Giờ chia giờ vậy nè, ai đứng gần là của người đó đi. Rồi. Những người cao cao vậy nhau. Anh ôm giao lưu đội bên kia cái trước đi chơi được. Rồi, ôm cái đi anh. Giao lưu xíu. Anh thấy vậy chứ. Chán bé được quá. Lên thuyền nè. Lên. Tao bắt tay cái đẹp, tao bắt tay cái chưa. Bắt tay cái được nhé. Đó, hay quá, hay quá. Cố lên. Dạ. Cố lên. Lên em, lên. Lên. Lên dễ nổi đâu chú. Không sao được, em còn xây mặt ra sao cũng được. Xây mặt ra sao này, xây ra sao này. Trong đây, trong này. Rồi, đúng đây. Được chưa? Ngồi đâu để chèo chú. Hay quá. Ngồi trên đầu thúng nha. Mình ngồi sao chú? 1, 2, 3, lên. Hay quá chú ơi. Con đưa chú. Hay quá chú ơi. Con lái. Ra ngoài xíu mới lái được. Mấy chú chỉ thôi. Ủa cái điểm đến là đâu? Bây giờ ai lái nè, ai lái, người lái thôi phải không? Anh lái đi. Lái như nào chú? Lái sao chú chỉ coi. Cầm đi hả? À, hai người hả? Chèo qua con tàu hả? À kìa. Ủa vậy thì em đi nghiêng cái biển nghiêng. Ôi cẩn thận chị. Không có nghiêng đâu. Sao nó có điện mà bị vòng tròn đây. Vòng tròn đây làm nào chú? Mình lái ngược đi. Kính thưa quý vị và các bạn, mình đã thắng rồi. Chúng ta chưa chơi là chúng tôi đã biết tôi thắng rồi. Ôi sao vừa nói một câu cứ quay vòng vòng rồi. Đánh ta. Ủa đi ngược rồi. Chúng tôi hãy tiến tới cái lá cờ đằng sau kia. Ơi, vậy là mình quay lật hay là sao? Đúng không? Dễ đúng không? Dễ. Sao nó không đi vậy ta? Mình đứng ngoài. Đó. Còn để cái lá cờ đây, để đây là quá dở, tự mất cái kẽm cái neo đây sao qua. Ừ. Hay quá, giờ sao đây anh? Phải qua chiều qua kia mới vô lại. Đây nè, chờ bên đây. Đi vòng hả? Đi vòng vòng kia mới vô lại. Thôi, vòng xa lắm. Không sao đâu. Có cách nào không? Mình dở cái mình chui qua. Được, đây. Rồi, để con. Vòng đầu qua chú. Rồi, đúng rồi. Cú bất ngờ. Hay đợi đấy. Anh chuyên nghiệp quá các bạn ơi. Rồi, để con đỡ cho. Đỡ. Đúng rồi. Lật. Lật quá, vòng rồi. Đúng rồi, đây. Ngược. Ê cho chị thử đi Khoa. Đây chị vô đi. Đây. Đây. Cua này. Lấy nó trước đã rồi nói chuyện sau. Mình lấy trước mình nói chuyện sau. Đây để con nữa. Cầm lên. Lên. Chèo lại chú. Tập tê. Ủa sao nó xa mình hoài mà. Bắt đầu mình đi. Ê.
cướp nha Khoa. Ủa sao đi dữ vậy? Rồi đây đây. Ví dụ mà mình đứng nguyên nghiêng vậy thì mình trèo được không hay là phải đồng đều? À, đứng trên giữa người. Lên lại, rồi. Trời ơi, sao nó có mắc một cái dây nè? Cố lên, cố lên. Được anh Tích? Được, được. Không, cướp, cướp, đã cướp rồi. Đấy, quẹt, đấy, quẹt đấy. Ôi, chúc, chúc, chúc. Bơi ngược luôn nè, bơi ngược. Chúc, bơi ngược quay. À, mình đi xoay vòng vòng á, tính rồi. Lại. Vòng vậy được. Vòng hả? Đó, kể lại đó, kể lại vô. Không, mình nói ngược lại rồi. Giờ muốn chèo thẳng là sao chú? Quạt quạt ở dưới hả? Quạt lại ở dưới. Sao nó cứ vòng không à? Ủa, đi đâu vậy? Anh tính đi đâu vậy? Tôi đang đi du lịch. Tôi có cái cờ rồi, tôi đi đâu kệ tôi. Ôi dồi. Bơi lên. À, hai người đâu vậy? Trời, cái sóng nó mạnh quá đánh lên kia. Thần còn nói gì bây giờ nữa? Anh trèo được mấy cái? Anh ảnh là cái người trèo lại cái lá cờ luôn. Wow, hay vậy. Ừ, còn cái đường về thì không có. Rồi, đường về khó quá. Lượt đi thôi, không có tính lượt về được. Công nhận tính hay thiệt chứ. Số 1 xuất sắc á. Rồi anh tính có biết là hôm bữa đến giờ quay 4-5 số rồi, đây là cái số đầu tiên mà em chiến thắng không tính? Cái gì vậy đó hả? Thiệt. Tại vì ổng ăn gian quá, ba ổng làm ngày đến xuất. Bây giờ ngày hôm nay em chiến thắng là phần thưởng của em là gì? Từ chứ, bữa nay lần đầu tiên lái đường thúng, anh thấy sao anh Tiến? Anh nói thiệt luôn á, nó không có một cái nguyên lý nguyên tắc nào, hoặc là nó có mà mình không hiểu được một chút nào. Đúng, quay rất khó mà rất nặng nha, nặng khủng khiếp luôn. Rồi bây giờ nè, phần thưởng của đội chiến thắng là gì nè? À, phần này cũng là rất là cực và được chứ, nhiều ra rất là vất vả. Cái này chắc phải dạng là thí dụ như cực vậy nè, bồi dưỡng ít tiền về để chăm sóc sức khỏe lại mỗi đứa khoảng 50 triệu đồng. Nhưng mà mọi người lần đầu tiên được trải nghiệm có thấy vui không? Vui, rất vui là chứ. Vui, vậy là tốt rồi. À, đội chiến thắng đây chỉ là một phần thi cho vui thôi. Phần thi cho vui thôi. Hãy tiến tới cái lá cờ đằng xa kia. Đây chỉ là một phần thi cho vui thôi. Và tóm lại là người vui được thì là một phần thi đã đảm bảo niềm vui rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi nấu ăn thôi nào. Anh em có đúng không? Đó. Bao để không nói gì nữa. Bao chương trình này. Đưa cho tôi cầm cái cây cờ để làm gì? Để lấy được niềm vui. Anh vui chưa? Anh tự hào chưa? Anh chiến thắng hai đứa ốm tụi em, anh tự hào chứ? Con cũng cảm ơn hai chú. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Dạ. 15 năm kinh nghiệm. Dạ, con cảm ơn chú thật nhiều sức khỏe nha. Chú bên đây cũng kinh nghiệm, chỉ tại là hai đứa không nắm bắt được cái kinh nghiệm đó thôi. Tóm lại đây là một phần thử thách rất là vui. Và chúng ta hãy mang niềm vui đó để vào căn bếp đi nào. Đi. Hai chú nha. Con đi chú. Dạ. Dạ, con đi ạ. Nào các trò, đường đi nấu ăn còn xa lắm. Ta đi thôi. Tiều, 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 tiều. Bye bye. Và bây giờ là đến phần nấu ăn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ hòa mình vào không khí vùng biển này với một cái phong cách gọi là gia đình. Trước giờ thì chắc là chị Nhã và anh Tín cũng đều chắc chỉ nấu ăn trong bếp thôi đúng không? Lần đầu đứng giữa bãi biển nấu ăn cảm giác có thế nào? Trời, chị chưa đứng trong bếp bao giờ luôn chứ đừng nấu. À, em giới thiệu vậy thì chị cũng phải cho khán giả biết là mình là một người biết nấu ăn chứ. Đang đổi khách mời. Nay chương trình ta phải từng nấu ăn. Trình chơi về nấu ăn mà mời người chưa từng vô bếp. Tôi cảm thấy tôi cái giá trị của tôi bị hạ thấp khi mà tôi có một người mà chơi tay đôi với tôi mà như vậy. Đúng, hôm nay thì chúng ta chỉ nấu một món thôi, đó chính là món lẩu thả. Nhưng mà để nấu được món này thì nó rất nhiều
nhiều công đoạn. Dẫu rất thả nhiều. Nó vậy? Thả xuống nè, đó. Nghe anh phân tích nè, là biết anh rành về cái nấu ăn như thế nào. Lẩu là người ta hiểu là cái lẩu rồi. Đúng rồi. Thả có nghĩa là mình làm một cách rất là cẩu thả, rất là cẩu thả, rất là cẩu thả. Không có nghiêm chỉnh như người ta nấu đàng hoàng từng món ăn. Thôi, mới làm vậy được. Khán giả cả nước đang coi, trẻ em cũng đang coi. Món lẩu thả là sao lại thành món lẩu cẩu thả là sao? Phải. Lẩu thả là người ta thả đúng vô đó. Nguyên liệu trong người lẩu. Thả vào á. Tôi làm bộ thôi chú ơi. Tại cái món này nó rất là nhiều công đoạn và nguyên liệu. Vì vậy hôm nay chúng ta chỉ nấu một món thôi. Và đây có 4 người thì để cho cái cuộc nấu ăn của chúng ta nó được suôn sẻ. Nó rồi. Không gặp những vấn đề gì trở ngại thì chúng ta sẽ phân chia như một gia đình nấu ăn với nhau. Dạ, em là rồi. Một đứa bé mới lớn ở trong nhà. Hay hỏi. Em năm nay chỉ 8 tuổi thôi. Hay hỏi nữa. Hay hỏi. Còn anh Tín là anh chắc anh lớn trong nhà chứ hả? Chứ mặt vậy sao đóng làm bố đi, anh là bố đi. À, em hay hỏi còn anh là hay nổ nha. Anh là bố. Còn chị thì là mẹ đi ha. Quá đáng giờ. Đây có nữ đâu mà em cho Phát là mẹ. Vậy chị cho Phát là mẹ luôn. Chị làm chị đi. Rồi chị làm chị đi. Chị. Rồi còn em làm Phát mẹ. Là mẹ. Ừ. Đây là bố, đây bố, là mẹ, đây là chị, đây là em. Mình ơi. Vô, vô phải, em phải hóa thân, em đang hóa thân, tính cách của em phải rõ ràng. Mẹ ơi. Giỏi, dạy con gái, dạy con gái. Sao là kêu ba coi. Ba ơi. Hùng biến ngay, Hùng biến ngay. Trước khi bắt đầu nấu món ăn thì chúng ta không thể thiếu một nhân vật đặc biệt giúp chúng ta có thể nấu ra một món lẩu. Chính xác. Đó chính là một chị địa phương. Em mời chị ơi. Nhân vật nào mà cái tên huyền bí vậy? Đây, chào em chào chị. Chị tên là Vũ Hương Giang, là biên tập viên chuyên mảng kinh tế của đài phát thanh truyền hình Bình Thuận. Thì ngoài cái công việc chính là làm báo ra thì chị còn có cái đam mê về ẩm thực á. Hát thì thỉnh thoảng cũng tại em nghe chị hát hoài Hương Giang phải không? Chị hát hoài. Chị sẽ giới thiệu cho các em, hướng dẫn cho các em làm một cái món rất là đặc trưng. Dạ. Và là một trong 10 món ăn mà đáng ăn nhất á khi đến Việt Nam. Đây là một cái món ăn mà nó là đặc thù của cái vùng biển Mũi Né này đó, là cá tươi, cá đục rất là tươi. Cái đó là thấy dễ rồi chị ha, ra ngoài đây là mua đồ tươi là dễ. Đúng rồi. Đúng rồi, đây đồ nó sẵn tươi rồi. Đúng rồi. Cá tươi. Ở đây kêu mua đồ chết mới khó nè. Cá đục hoặc là cá suốt. Cá đục, cá suốt. Cá đục hoặc cá suốt nha. Còn nếu không có cá đục, cá suốt thì các cá bạn mai. Có thể làm cá mai hoặc là cá chích. Cá phải tươi luôn nha các bạn. Em cũng nghiên cứu một cách để biết cá tươi không, là ví dụ mình thả ăn cá xuống mà nó còn bơi là tươi đúng không? Chắc vậy đó. Dạ, dạ. Sau đó là tôm. Tôm. Các bạn dạ. Phải có tôm. Ôi, cái này cái tươi nè anh chị em ơi. Hôm này là tôm sú biển nha. Tôm sú biển. Giá trị kinh tế rất là cao. Lúc nước biển vào trái tim. Nó còn sống luôn nè. Tươi luôn đó, mới mua luôn mà chị. Cái đây là hai nguyên liệu chính. Dạ. Ngoài ra còn có thịt heo. Rồi. Thịt heo tươi ha, phải có xương heo. Phải có xương heo để làm xương heo, dạ. Xương heo để làm nước lèo. Nước đó, đúng không? Nước làm chân ngọt nước đó. Bước đầu tiên là làm gì hả chị? Đầu tiên. Dạ, bước các 1. Các bạn phải đi làm cá. Sơ chế cá. Mấy đứa làm nha. Bây giờ chị về chị làm chương trình. Dạ. Tí nữa chị mà ấy là chị quay lại chị thử coi mấy đứa có làm đúng như cái công thức chị chỉ không. Rồi bây giờ chị cứ yên tâm về làm chương trình đi. Sau khi làm xong chị ra đây, tụi em hứa, gia đình tụi em hứa sẽ mang tới một cái nồi lẩu thả. Lẩu thả không cẩu thả. Nhớ đợi chị nha. Dạ. Chị đi lát chị quay lại nha. Rồi công thức đã có sẵn sàng đây rồi. Không, công nhận cái món này công phu ha. Nhiều lắm. Thì có nghe không hết luôn á. Nhìn nghe chỉ diễn tả thôi là thấy bị ứa ra rồi đó. Bị ứa cái đường. Nãy giờ nói đầu nghe nãy giờ không có nói chuyện gì được. Bận nuốt nước miếng quá. Bây giờ gia đình chúng ta nấu thôi nào. Đúng rồi, mấy chị đó thì mẹ với ba làm đi. Ba mẹ là người lớn phân chia nhiệm vụ cho các con nè. Để mẹ, con có biết làm cá tôm không? Con nhỏ lắm, mới 8 tuổi mẹ. Con không thể làm được cá tôm đâu. Con chỉ nhặt rau và rửa rau thôi. Nè, bây giờ con lột tôm, con cắt cá. Được không? Giỏi. Được không? Được, con làm tôm cá, vậy con lột rau. Chỉ cho lột tôm rồi đó. Cá cạo dãy không? Xong rồi, cắt phi lê nó ra, lát con ra. Mới 8 tuổi à, con. Không. Con mới 8 tuổi, chị anh... con này, chị con lớn, chị con làm được. Hợp anh lý, anh chị, nha. Anh chị. Thôi, con sơ chế nguyên liệu đây. Ủa, mình lột cái khúc đầu rồi. Mình có chừa lại khúc đầu không? Hay mình lột sao hết? Sao rồi chị? Hay mình lột hết? Khúc mình lột hết đi chị ơi. Ủa ba ơi,
hả? À, mình đứng mình ba đóng vai quản công. Hai ba ơi, tại sao chuối nó lại ra hoa hả ba? À chuối nó ra hoa là kể nó có hoa đó con. À ba bóc cái này được chưa ba? Chắc phải lột vô miếng nữa con. Miếng ơi nữa hả ba? Miếng nữa. Ủa anh ơi, con trai ơi, nãy giờ rửa tay chưa? Thật ra là ba đã âm thầm rửa trước rồi. Tối hôm qua anh con anh rửa tay rồi mà. À thế à, cả nước đang nhìn con nha con. Cả nó múc miếng của mình. Nó trời nhìn nó ngon. Nó múc như mẹ của con múc, ba. Ừ, nó múc như mình vậy đó mình. Tôi sợ lắm, muốn làm luôn á. Cái này bào làm sao ba? Bào là mình có cái bàn bào. Cái này là dao. Cái đó là dao kết hợp bàn bào con ơi. Đây hả? Cái này đồ cạo râu. Ba không hay một bếp thì hết mẹ. Cái này bào sao cắt mẹ? Cắt ra đi. Giờ ở cắt cái cùi ra. Cái gì cắt đâu vậy? Ở cắt cùi đi rồi bào. Rồi con lấy cái dao bào. Con bào mình bào đó nha. Con hiểu chưa? Thực ra nó dễ lắm ba. Làm bộ vậy thôi. Con biết làm rồi. Em trai ơi. Sao chị? Mở mắt lên. Sao dạ? Em nói chuyện như vậy mà em nhắm mắt vậy? Trời mặt trời chị ơi. Mở mắt lên đi Hoa. Em đang mở mắt mà chị. Ba không nghĩ là con sợ mặt trời mà bây giờ con có một nước da như vậy. Mà sao gia đình mình ai cũng trắng mà sao đẻ con ra đen vậy ba? Đó là một câu chuyện dài con. Sao vậy ba? Con mới 8 tuổi sao con suy nghĩ sâu như vậy? Mẹ, cuộc đời của mẹ chỉ có một mình ba thôi. Tại con cứ đi... nhìn cái chiều cao của ba với chiều cao của con là biết mẹ con như thế nào. Con đi học đấy, con đi học. Mấy đứa bạn nó hỏi sao ba mẹ mày trắng mà sao mày đen thế? Sao ba mày lùn mà sao mày lại cao như vậy? Con đen là do lúc có bầu con, mẹ ăn bún đậu mắm tôm nhiều quá. Đúng rồi. Cái mắm tôm nó bị nhiễm vô cái đường máu á. Cho nên bây giờ đẻ con ra đen đen. Cắt cắt ra chứ nướng đâu mà cả củ vậy. Rồi để cho nước lèo thơm thì các bạn phải lấy một cái miếng riềng á. Miếng riềng á. Các bạn sắc mỏng đi xong nướng trên bếp á. Wow. Nướng trên bếp nha, cái này là bí quyết riêng của chị nha. Nướng trên bếp cho nó thơm xong rồi bỏ vào nồi nước lèo. Thật ra cái phi lê này là nó khó làm lắm. Đánh vẩy nè. Đánh vẩy xong rồi rửa đi, rửa lại. Lạng hai cái phần thịt hai bên này nè. Chuyên môn người ta kêu bằng phi lê. Phi lê. Cắt nhỏ nhỏ ra, dạ. Cắt mỏng mà nhỏ. Rồi sau bắt đầu tỏi, ớt giả ra, bóp vô cái thịt đó, rồi vắt chanh vào khoảng 2 quả chanh. Các bạn ướp vào như vậy á, để chi? Để cho cá nó tái. Thứ hai là nó khử mùi tanh. Tụi con có biết cái món ăn này là từ cái từ ngữ nào ở đâu mà người ta có cái từ phi lê không? Dạ không. Ngày xưa cái món này á, nó bắt nguồn từ bà Phi Thanh Dân. Với lại bà Lê Khánh hả? Với bà Lê Khánh. Hai bà đó thích ăn này lắm. Nghe tức quá. Ba ăn thử miếng bi chuối cho nó ngon chưa ba? Không, cái này là không có ăn vậy được. Thế là ăn thế nào? Ba dạy con rồi, đừng có ăn những cái thứ mà người ta chưa có chế biến xong. Để coi bây giờ con người mình như vậy. Trời anh cả ơi. Gia đình mình ai cũng đầy chất dinh dưỡng, đầy nhựa sống. Có một mình con nhìn ta nói nhìn như zombie. Anh ơi, đây ba chỉ anh. Anh ơi, anh coi bắp chuối mà nó lột nè. Người ta bào ra cái sợi ở giống ngoài chợ đó con. Bắp chuối cái bào sợi con. Con lột cái gì mà như... Con không biết thì con phải hỏi mẹ, hỏi ba. Cái này cũng ăn được mà, mẹ ăn thử nó cũng giống mà. Con phải bào giống như là cái ngoài chợ bây giờ con cắt không bao giờ nó đều được hết. Hả? À, thật sự tức thiệt luôn á. Con không đồng em, con không có em, có mặt trong gia đình mình. Chỉ làm em qua cơn đói từng ngày. Con không đồng em, con không có em, có mặt trong gia đình mình. Con không biết thì con phải hỏi mẹ. Thật sự tức thiệt luôn. Rồi trứng gì đó, 3-4 quả thì tùy. Các bạn đánh ra một cái tô. Xong các bạn tráng mỏng. Rồi xong cắt sợi. Cắt càng mỏng càng ngon. Có bỏ đầu tôm vô luộc không vậy ba ơi, mẹ ơi? Có, bỏ vô ngọt nước con, từ từ đã. Thái này được chưa mẹ? Sao chữ mẹ của con cọc quá vậy? Sao đâu? Con có cọc gì đâu mẹ. Ba cũng cảm nhận được. Con Thái xuống mày chờ chưa mẹ? Sao mẹ không trả lời con? Ba! À thôi, bây giờ trả lời nó đi, để một hơi, nó đang cầm dao đó. Con! Trả lời nó nhẹ nhàng. Đúng dạ. Rồi! Đúng chưa mẹ? Đúng rồi con ạ. Con cảm ơn mẹ. Con Thái tiếp đây. Ba! Ơi! Ba đi mua cho con cái hột liệu ấy. Cái
kia vậy? Đang về con nhìn cái hột liệu con cắt giống nó. Bây giờ con không biết cắt hột liệu nào. Mày cắt hình vuông cho mẹ. Bà không á. Làm nào để cái bi chuối nó không bị đen vậy ba? Vắt gì vô ạ? Bây giờ ba nói cho con nghe cái giọng nó đen rồi á. Như con đen con làm gì cho nó trắng? Con đi tắm trắng. Đem nó đi tắm trắng cho ba. Nó tắm trắng bằng cái là dắt chanh vô. Chứ dắt chanh vô con. Chanh vô tắm à? Đúng rồi. Vậy em con muốn trắng tắm chiều hả? Ai? Em con. Cái đó liên hệ Ngọc Trinh. Đừng bầm nát quá nha con. Bầm để biết nó con. Vậy là được rồi đó con. Biết nó là tôm là được rồi con. Vậy là được rồi con. Sao gia đình mình xu hướng bạo lực không à? Chị thương em. Còn cái này mình sắc lát ra. Đúng rồi, đúng rồi. Sắc lát mỏng cho đẹp. Cái sắc này để con. Ủa, mỏng càng mỏng càng tốt hả mẹ? Ừ. Con xong làm chuối rồi, giờ con làm gì nữa ba? À con ngồi chơi đi con, để cho mọi thứ nó ăn ngồi uống chơi được. Đi con, ngồi chơi. Không. Thôi mấy qua nhà hàng sớm chơi quên đi con. Mày làm. À con làm hả? Thôi. Thôi, nín. Gia đình không cho con làm gì hết. Nè, thôi con làm đi. Gọt trái xoài mẹ nhá. Gọt trái xoài đi con. Dạ, con cảm ơn mẹ. Gọt vỏ cắt sợi chỉ con, xoài với dưa leo. Con gọt vỏ mà đi rồi. Nói cho nó sắc sợi thôi, còn sắc sợi chỉ nó chanh như sợi chỉ luôn đó. Mẹ cho con mượn sợi chỉ để con cắt theo sợi chỉ. Khờ quá nè, con gọt cái xoài. Xong con lấy con dao con sắn xuống. Sắn theo đường nè, xong con lấy cái dao bào con bào lỡ ra sợi chỉ. Mẹ ơi cắt trứng xong. Ủa sao cái sợi chỉ của con là nó bự dần sao thời gian vậy? Em kêu con cắt mượn. Chị là cắt sợi dây thừng rồi. Con không muốn làm con gia đình này nữa. Thật ra không có ai muốn nuôi mày đâu. Kỹ thuật chứ. Buồn gia đình mình quá. Sắc thịt sợi chỉ, trời ơi gia đình này mệt quá. Kêu nó sắc sợi thì phải đứng chỉ. Con chỉ sao nó biết sắc sợi? Cái sợi chỉ giống như cái trứng nãy đó. Cái thịt ba chỉ đó các bạn phải bỏ vào bạn luộc mà bạn bỏ thêm một ít gừng nữa. À. Để cho nó khử cái mùi hôi của heo đó. Đó, các bạn luộc xong khoảng 15 phút. Vớt ra bỏ vào một cái tô đá cho thịt nó săn, nó giòn, nó săn. Rồi sau đó các bạn cắt chỉ ra. Ba ơi, trái xoài có trước hay là cây xoài có trước ạ? Thật ra là trái cam có trước nha con. Kệ đi. Có nghĩa sau này nó hỏi gì mình cứ trả lời khác. Đúng rồi, kệ đi. Bự quá rồi. Rau này nó to quá mẹ. Thì mẹ mới kêu con lấy dao nhỏ. Dao nhỏ nó dơ rồi. Thôi khỏi dao nhỏ đi, chú hàng xóm chỉ con rồi. Thầm ra mẹ à, chứ không phải là mẹ đây mẹ cứa sợi chỉ tới sáng mai mới xong mẹ ơi. Con khờ quá, đây mẹ làm cho con coi nè. Chú hàng xóm chỉ con rồi, giờ con chỉ tin chú hàng xóm rồi, không tin gia đình mình nữa. À, mình làm nước chấm. Có ai biết làm nước chấm chưa? Nước chấm nè, cái này quan trọng. Cái nước chấm á, các bạn phải tỏi với ớt, các bạn xay nhuyễn. Một nửa trái thơm lên, một nửa trái thơm. Bằm nhuyễn hoặc bạn xay lên. Các bạn bóp lấy nước, chuối sứ. Các bạn giã ra hai quả chuối sứ. Các bạn xay nhuyễn chung với tỏi ớt luôn. Các bạn trộn những cái nãy giờ, những cái nguyên liệu nãy giờ. Các bạn trộn chung với lại nước mắm, một thìa nước mắm. Không, nước chấm là mình thật ra là mình phải xay, mình lấy nước á. Con cứ cắt ra đây rồi một xíu nữa. Bóp lấy nước, cắt này ra đi, cắt nửa củ ra. Trời đất ơi, con mình thấy thương không? Nó bào trái xoài giống như nhỏ nó chơi chảy tóc cho búp bê vậy đó. Mặt nó hạnh phúc kìa. À không, nó ghét á, nó thù á. Xong rồi con làm thế rồi đi nha con. Nè, con bào này cho mẹ luôn nè. Nè, con cắt xuống xuống giống vậy nè, con hiểu không? Con bào là nó ra là sợi chỉ liền. À, cá là mình sai rồi, mình phải thêm một tí tỏi, ớt, đậu phộng rang, hai trái chuối. Mẹ ơi, hành tây hắn sao mẹ? Hả? Hụt lụ luôn. Cái gì đây? Chỉ mày vậy hả? Quá. Chỉ mà hồi nãy mẹ nó chỉ vào rồi. Con quên. Cuối năm con... đem cho là vừa anh hả? Con mới 8 tuổi mà, mẹ đừng cho con. Con cắt phế nha. Ủa mẹ, cái này cắt sợi chỉ thế nào mẹ? Mày không có cắt sợi chỉ. À, không cắt sợi chỉ hả? Ừ, bây giờ xào đi. Thì ba xào đi. Con làm xong 3 món rồi mà mọi người chưa làm xong rồi. Đổ tôm băm vào. Đổ rồi, tôm băm vào. Nước luộc thịt đâu, nước luộc thịt đâu, bỏ vô. Đây. Cho tôm băm vào chưa? Sao em chửi ba chửi mẹ vậy Khoa? Đâu, em đang chỉ ba mà. Để nó săn lại xíu đâu. Săn lại xíu.
Biển một bên và em một bên. Trời ơi, trời ơi, cái gì mà tanh bành té lẹ vậy? Trời đất ơi. Cuối cùng chị cũng đến. Chị ơi, chị người địa phương. Trời ơi, cái nào ai làm đây? Ai làm đây? Nấu món này xong rồi gia đình em muốn tan rã. Cái này là sắc gì? Nó sắc cái sợi chỉ đó chị. Cái này không phải là sắc chỉ. Chỉ này nó hơi. Cái này không phải là chỉ nữa. Chỉ này để mai bao bố nó hơi bự. Cái chỉ này là chắc mai con khủng long rồi. Anh Đà lát nữa bóp nhỏ vào ông Tô thêm. Đầy vô con muỗng. À, chị người địa phương ơi. Ôi đây đây chị đây. Bây chị giờ đây. Không biết có thể nhờ chị làm nước mắm lẩu được không ta? Giờ cả gia đình làm chắc không kịp rồi. Đúng rồi đúng rồi. Con chưa ăn sáng con ăn trái chuối nha ba. Con á hả? Ba chưa cho con ăn sáng luôn, nó bắt con ra nấu ăn luôn rồi ba. Con ở đây. Lại đây cho nó ăn tôm nè. Đây con. Ủa, con giá chuối hả? Ở đây là gọi là quết chuối. Quết để cho nó nhuyễn và nó dẻo á. Trái chuối có trước hay cây chuối có trước? Ba mày có trước. Lăng quăng. Cô khen con lanh kìa, 8 tuổi mà lanh kìa. Lanh à? Mà ba mẹ cứ chê con hoài. Chết rồi mình ơi sao chết em? Rồi chết rồi. Ngon quá em ơi. Nó bị ngon, nó bị ngon. Chứ cho mình sửa sao ta, sửa sao ta. Bây giờ nó bị ngon quá là mình sửa nó sao, mình sửa nó sao. Nó bị ngon hả? Ừ nó bị ngon, phải sửa liền chứ nó ngon quá. Trật lớp rồi. Thơm á là người ta bỏ trong nước mắm. Tại vì người ta không có dùng chanh. Bây giờ bỏ thơm trong đây ha. Bóp cái này đi, bóp cái này lấy cái nước đi. Bây giờ nè. Ba con mỏi chân quá ba. Con chưa được hút nước lẩu luôn á. Con nó làm cực nhọc vậy cả nhà mình nếm. Cái này là thịt heo ha. Nè nè, bây giờ nè. Cái này. Ngon ngon, nè nè. Hửi, cho hửi đã. Trước khi ăn rồi cho hửi. Con mười hai miếng rồi ba. Hai miếng rồi hả? Vậy để thầy đừng cho nó hửi nữa. Vậy thầy đừng cho nó hửi nữa. Hai miếng đủ rồi. Thôi thương mẹ. Cái giả tỏi ớt để trộn vô cá. Rồi tỏi ớt đúng rồi. Cái này mới có chanh thôi đúng không? Chanh thôi, chanh thôi. Tỏi ớt. Bóp xong rồi bây giờ vắt nước đi, vắt nước bỏ vô. Gì vậy? Gì vậy? Thôi thôi thôi. Bạn mới chơi kìa. Gia đình mình có một thành viên rồi. À cho nó được rồi hả mình? Quậy trộn đều lên. Ngọt của tôm, của cái đầu, của cá, của thịt, của xương đồ. Hòa quyện vô nhau. Thơm quá đúng không? Ngọt của thơm, ngọt của động vật với thực vật đó mọi người. Hòa quyện vô nhau anh. Hết sảy. Nói một tiếng đi anh. Vợ chồng mình nấu ngon quá. Với đứa con gái nữa. Gái có tài. Dạ. Gia đình ba người, gia đình có nghĩa. Em của con sao thử? Kệ nó. Xong bữa nay là mẹ cho đi theo cô đó luôn. Cá đục tái chanh. Ai mà sống trên cuộc đời này mà chưa được ăn món này á thì nên đi ăn đi. Tất cả mọi thứ đã xong rồi, lên mâm thôi nào.
Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Gia đình chúng tôi nấu ăn từ lúc nước biển xuống tới bây giờ nước biển đã lên rồi, và cuối cùng cũng xong được một cái món lẩu. Đây chỉ là một món thôi nhưng mà nó rất nhiều công đoạn, rất nhiều quá trình và rất nhiều cái thứ để ăn kèm nữa. Nhìn cũng bắt mắt đấy. Bây giờ còn chờ gì nữa, ăn thôi nào. Lẹ lẹ đi, lẹ lẹ đi. Muốn ăn với cái này là có hai cách. Có thể là chúng ta dùng cái cá này gắp vô chén rồi ăn với nước mắm này không, với các loại rau. Rồi. Còn cách thứ hai là ăn nước á, là mình chan thêm cái nước này vào. Dạ. Đầu tiên là mấy đứa bóp bánh tráng ra. Cách ăn món lẩu thả nha mọi người. Bước đầu tiên bóp bánh tráng. Thứ nhất là cái cá này nè, các cái lát cá nó chưa được khéo lắm à, ha. Nhưng mà bạn nam thì như vậy là khá rồi. Còn thêm một ít tỏi ớt nữa. Thêm tỏi ớt. Tỏi ớt cho nó đỏ nó đẹp, mà thứ hai là nó có làm giảm bớt mùi tanh ha. À, còn dạ. cái trứng này nè, các bạn chiên hơi bị cháy và sắc chưa có được đẹp lắm ha. Hai vợ chồng mình luôn đó. Là cái gia đình này có nguy cơ tan nát rất là cao. Em trai cho chị xin miếng bún đi. Ủa chị chưa có bún hả? Đây em làm cho chị nè. Đây để em gắp cho chị bún nha. Phải nhúng cá vào nha, múc cá nhúng vào đây nha. Đây là một cái món ăn mà rất là đặc trưng của Phan Thiết, mà có lẽ là chỉ ở Phan Thiết có cái cách làm như thế này thôi. Các bạn biết là trong cái món gỏi thả này nè, hội tụ tất cả những cái yếu tố có trong tự nhiên, kim mộc thủy hỏa thổ, từ những cái loại nguyên liệu này. Cho nên là nguyên liệu thì rất là dễ tìm ha, rất là đơn giản, nhưng mà cái món ăn này nó đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng. Có cả rau xanh, protein, rồi thành phần chất xơ, vitamin đầy đủ hết. Cái món này hồi xưa là bà con dân biển chỉ ăn món gỏi khô thôi, nhưng mà từ ngày mà có khách du lịch phát triển lên á, thì các cái nơi, các cái nhà hàng quán xá từ từ phát triển cái món này lên cho nó phong phú. Người nào thích ăn khô thì ăn kiểu khô, còn người nào không thích ăn khô thì ăn kiểu gọi gọi nước, gọi thả như thế này, nước, dạ. Nó phong phú. Em đại diện gia đình mà chị. Rồi cảm ơn em. Cảm ơn bà mẹ. Mẹ thật là tinh tế. Rồi cảm ơn. Trời ơi, nhà mình giỏi quá. Nhà mình giỏi quá. Ngon. Trước là ăn cái gì mà ngon như vậy? Để chế biến một món ăn mà phải một đợt thủy triều lên xuống mới có một món ăn. Ăn lẹ lên không có là. Ủa cái gì chấm nữa hay nữa nè. Cái này là thích chấm thì chấm, còn thích chấm không thích chấm thì chan vào. Ngon không Khoa? Dạ ngon quá. Ngoài ngon Bắc không... có món này không? Không, ngon không nói thành lời chị ơi. Không nói thành lời luôn hả? Trời ơi, nước chấm ngon lắm luôn á. Rồi ăn thử miếng bắp chuối tự thái coi. Đúng rồi đó. 8 tuổi mà thái bắp chuối vậy là dạ. Quá ấy à, nhưng không, mà không đều nha con, nha nha con. Thật ra cá này á, ăn sống không được, được đúng không? Ăn sống được, nó tái đáy vậy là phải ăn được hả? Chà. Ăn khô và ăn nước luôn. Lọc cá hơi còn xương nha anh. Bữa sau là đứa nào sắc khế là sắc mỏng thêm xíu nữa không? Nha. Dạ, sắc mỏng thêm. Lấy phát, phát. Phát hả? Phát là bố hả mẹ? Mẹ. Ủa vậy hả? Mẹ sắc khế này không được rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Ẩm thực kỳ thú. Chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng vào lúc 15 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Ẩm thực kỳ thú do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Cảm ơn nhãn hàng Cholet Make Food đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cholet Make Food hân hạnh đồng hành cùng chương trình.